À, em chào các bác nhé, các bác ăn cơm chưa? Em thì còn chưa được ăn cơm đâu các bác, phải tranh thủ làm việc cho xong đi thì mới ăn cơm được. Ở đây thì em nha, chia sẻ một chút cho các bác về cái đống thuốc này. Đây, về đây, cái đống thuốc hôm nay em vừa ấy này, em vừa bơm này. Đây các bác, nhìn 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 cái đống thuốc này các bác biết là cái thuốc gì không? Đây nhá, chị em phụ nữ nhá, đây là cái thuốc phụ khoa đấy, thuốc để rửa phụ khoa cho chị em phụ nữ ấy. Chị em nào bị viêm nấm ngứa, viêm nhiễm phụ khoa ấy, thì các chị em sẽ dùng để rửa. Thì trong bài thuốc này thì còn có cây thuốc, nhất là cây lá nhội này, hôm nay em vừa đi lấy này. Đấy, cây thứ hai nữa là cây trầu rừng này, cây thứ ba nữa là cây cái gì nhỉ, để em xem đã. Để em xem đã, cây màu hoa đỏ này, à màu hoa trắng này, là cây màu hoa trắng này. Đấy, thì ở đây thì chỉ có 3 cây thôi các bạn, cây nhội này, cây trầu rừng này, đấy, cây màu hoa trắng này. Tuy nhiên em sẽ còn phải thêm rất là nhiều vị thuốc vào nữa, ví dụ như là cây ngải cứu này, và cây và lá ổi này, và lá, một số cây lá cây nữa vào để làm trong bài thuốc phụ khoa cho chị em phụ nữ. Thì cái bài thuốc phụ khoa cho chị em phụ nữ của em ấy thì sử dụng ấy thì em sẽ phơi khô lên và em nghiền thành, em cho vào túi lọc, chỉ mình chỉ việc đun rửa thôi. Rất là tốt cho chị em phụ nữ có vấn đề về viêm nấm ngứa này. Thực ra cái vấn đề mà phụ khoa của chị em phụ nữ thì nó cũng là một cái vấn đề rất là cần quan tâm đấy chị em ạ. Các bác nam giới thì cũng nên để ý đến các chị vợ của mình. Vì một số chị em thì ngại, giấu. Có khi nhiều chị em ngại không dám cho chồng vào gần vì sợ mình thế này thế kia. Tuy nhiên là khi mà chị em sử dụng những cái bài thuốc dân gian này nó hiệu quả rất là nhiều. Cái thuốc khác thì em không đảm bảo, nhưng cái thuốc phụ khoa thì em đảm bảo cho chị em phụ nữ dùng là khỏi. Viêm ngứa khí hư các kiểu là nếu mà bị nặng quá thì em sẽ có bài thuốc uống nữa. Còn đây là bài thuốc rửa ngoài thôi. Dùng vệ sinh thì sẽ rất là tốt. Cho nên là chị em nào mà bị thì alo cho em để mang về sử dụng, rất là hiệu quả luôn ạ. Nó cũng chẳng có gì đắt đỏ đâu, nó thoải mái dùng thôi. Chị em dùng thoải mái dùng để rửa thôi. Cái này thì chưa khô đâu, khô không mình mới nghiền ra. Đấy, ngoài ra thì hôm qua em giới thiệu cái bình vôi đỏ cho các bạn, thì hôm nay em đã nhập về rồi này các bạn. Đây, cái bình vôi của em hôm nay nhập về thì nó khá to các bạn, có cái củ rất là to và rất là đẹp đây này. Đấy, cái bình vôi đỏ ở chỗ em thì nó phải như thế các bác ạ. Đấy, cái củ to thì nó cũng phải dài dài mà nó xấu xấu đấy, nó không tròn đâu. Đây nhá các bạn nhá, đây. Cái này bác nào mà mang về dùng là tốt lắm ạ. Này. Đây em cho các bác xem. Đây này các bác. Các bạn đỏ, đỏ nhá, đỏ lòm nhá, đây này các bác. Thấy chưa? Nó đỏ như thế này nhá. Đây cái bình vôi đỏ này, đỏ chót luôn này. Đấy, bây giờ nhìn ở trong cái điện thoại thì nó sẽ không đỏ đâu, nhưng mà khi về ở ngoài thì nhìn sẽ nó đỏ hơn. Cái này em hôm nay em thu mua được gần chục cân. Đây, đây gần chục cân này các bác. Cái này này. Các bác nhìn thấy cái bình vôi đỏ nó khác bình vôi trắng ở chỗ nào chưa? Bình vôi mà bình vôi hồng ấy, bình vôi hồng thì quả nó sẽ tròn tròn, mà nhìn nó không còn bình vôi đỏ ở trên chỗ của em thì nó sẽ như này này. Hình thù nó sẽ như này. Dáng dấp của nó thì sẽ không được đẹp đâu. Đấy, nó như này này. Đây. Đây này các bạn. Đó chót luôn nhá. À, hôm nay thì người ta lấy cho em thì em tiếc quá mà em không nhận được họ để lấy cái lá của nó về dùng luôn, bởi vì họ sẽ làm đi rất là phí luôn. Đây, đó, đó này các bạn. Họ sẽ bỏ đi thì sẽ rất là phí luôn các bạn. Thật sự luôn. Đây. Cái bình vôi đỏ như thế này thôi, chỗ này là gần chục cân đấy các bạn. Chỗ này gần chục cân bình vôi đỏ của em đấy. Đây này, dùng để trồng và để dùng làm thuốc thì cũng rất là tốt này. À, em thấy có rất là nhiều bác dặn em nhé, dặn em lấy bình vôi đỏ về dùng và làm thuốc nhé. Bác nào muốn lấy về dùng thì cũng được, lấy về làm thuốc cũng được. Một củ này thì các bác mà dùng thì có mà dùng thoải mái. Đây cái củ như này này, củ này thì già lắm nhé, củ này nó nhiều tuổi lắm rồi. Củ này thì làm thuốc thì không phải chê vào đâu rồi ạ. Củ này làm thuốc thì không phải chê vào đâu được rồi các bác nhé. Nó rất là đỏ luôn. Cái này thì em bổ ra rồi thì mai em cạo đi, em rửa đi xong em để phơi thôi, phơi để dùng thôi này. Những cái củ này đều trồng được hết này các bác. Đấy, vừa mới ở rừng về đây này. Đấy, đều trồng được hết nhé. Cái trồng thì mình sẽ đặt nó xuống thế này và chăm sóc nó. Đây này. Đây này các bác. Bình vôi đỏ nó khác lắm.
nó khác cái bình vôi trắng và bình vôi hồng nhá này, nhìn nó xù xì này, nhìn nó xấu xấu, nó không đẹp đâu. Đây, thậm chí nó này, nó thành khúc, nó dài ngoằng như này này các bạn. Đây, đây, nhìn này, nhìn là biết là cái bình vôi đỏ Bắc Cạn nó khác này rồi. Đấy. Chị em phụ nữ này, ai mà bị phụ khoa, viêm nhiễm phụ khoa thì alo cho em, bởi vì em có bài thuốc uống và bài thuốc rửa nữa. Rất là nhiều chị em đã phải đi dùng cái thuốc đặt này, hoặc là cái thuốc mua ở trên bây giờ. Cái chăm sóc phụ khoa thì có nhiều chị em phải mua rất là đắt tiền nhá, đắt tiền. Mà cái đặt, khi mà chị em đặt mà thấy nó ra một đống bẩn kia là không phải đâu chị em nhé. Các bạn, chị em đặt nhiều quá nó sẽ bào mòn cái cổ tử cung của chị em đi, rất là nguy hiểm. Cho nên là chị em nên dùng những cái loại thuốc rửa bằng cây thuốc này thôi, nó an toàn và hiệu quả. Vậy thôi, em chào các bác nhé, chào chị em nhé. Em để thu dọn, chuẩn bị ăn cơm đã, xong là làm việc tiếp các bạn. Mệt quá. Bác nào mà lấy bình vôi về dùng này, bình vôi về trồng thì liên hệ với em nhé các bác nhé.